Xin kính chào quý thính giả của kênh Theo Dấu Dài Sô. Hôm nay sẽ là một chuyên mục mới mà kênh Theo Dấu Dài Sô muốn gửi tới quý thính giả. Đó là đọc hồi ký. Mong quý thính giả đón xem, ủng hộ và không quên nhấn đăng ký để có thể theo dõi được các tập tiếp theo. Cuốn hồi ký hôm nay Theo Dấu Dài Sô xin gửi tới quý thính giả. Đó là những uất hận trong trận chiến mất nước năm 1975 của Phạm Huấn. Mời quý thính giả đón xem. Một Cuộc rút quân vùng hỏa tuyến Từ Thượng Đức đến Chiến trường Chỉ Thiên Đồi 1062 Thượng Đức Cuối năm 1974, sau vấn đề tù binh và những đổi chét, thỏa thuận với Mỹ đã xong. Cộng sản Bắc Việt sẽ bỏ Hiệp định Ba Lê. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, thực hiện mộng ước của Hồ Chí Minh, xâm lăng và thôn tính miền Nam Việt Nam bằng võ lực. Mặt trận lớn đầu tiên, Bắc Việt mở ra tại vùng 1 chiến thuật, với ý đồ nhốt những đại đơn vị thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hai sư đoàn chủ lực là 324 và sư đoàn 304, các trung đoàn pháo chiến xa của địch đã tấn chiếm chớp nhoáng quận Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam. Thượng Đức là một địa điểm chiến lược cách Đà Nẵng khoảng 60 cây số về phía Tây Nam và cách biên giới Lào Việt khoảng 50 cây số. Đường mòn Hồ Chí Minh khởi phát từ Nghệ Tỉnh dọc theo biên giới ngay từ những năm đầu của thập niên 1960, khi qua lao bảo, khe xanh, đã có những ngã rẽ đi vào thung lũng A Sâu, Thượng Đức và Bắc Con Tâm khi chạy dọc theo quốc lộ 14 xuống phía nam. Sau gần 2 năm hiệp định ngưng bắn được ký kết, đường mòn Hồ Chí Minh hiện đã biến thành xa lộ đất, rộng hơn 10 thước, xe chạy hai chiều. Ngoài ra, bắt vì còn thiết lập một hệ thống ống dẫn dầu từ quốc lộ chính vào đến tận Lộc Ninh. Trong hai năm 1973 và 1974, Cộng quân đã xâm nhập chuyển vận quân lính, vũ khí, chiến cụ vào miền Nam tăng gấp nhiều lần so với những năm trước đó. Ngay khi địch quân chiếm thượng Đức, vị tư lệnh chiến trường vùng Hỏa Tiếng tướng Ngô Quan Trưởng đã ước đoán được ý đồ của Cộng sản Bắc Việt trong một trận thư hùng quyết định với trận địa pháo, chiến xa và biển người. Do đó, ông đã ra lệnh di chuyển pháo binh nặng của quân đoàn 1 gồm những pháo đội Đại Bác 175 ly và 155 ly tới gần Thượng Đức đồng thời sử dụng một lữ đoàn dù tăng cường để giải quyết chiến trường lực lượng nhảy dù này thuộc sư đoàn nhảy dù đại đơn vị tổng trừ bị vũ bảo hàng đầu của quân lực việt nam cộng hòa hiện tăng phái cho quân đoàn một trận đánh đẫm máu lớn nhất giữa ta và địch kể từ khi có hiệp định ngưng bắn ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã diễn ra khi lữ đoàn nhảy dù và các đơn vị tăng cường xuất hiện ngay khi đoàn xe chở quân vừa tới một xóm nhà đầu tiên dưới chân núi, cách Thượng Đức chính cây số về phía đông, cộng quân pháo tới chào mừng bằng nhiều loại đạn khác nhau. Một số dân chúng chạy theo lính địa phương quân, thấy nhảy dù liền ngừng lại. Một niềm tin mãnh liệt lại bừng lên đối với những người dân nghèo khổ tại vùng rừng núi hoang vu này. Đi đâu thì cũng đất cằn sỏi đá, họ hy vọng họ ao ước được trở lại sinh sống tại những căn nhà tranh có những luống ngô khoai ở bên sườn núi mà họ đã đổ mồ hôi trong nhiều tháng năm liên tiếp để tạo dựng nên một đồn địa phương quân cứ điểm cuối cùng của lực lượng phòng thủ cách đó hai cây số đã được giải vây tiếp cứu và cũng từ nơi đó mỗi người lính nhảy dù phải chiến đấu với chính lính chính quy cộng sản bắc việt trong một trận đánh kéo dài nhiều tuần lễ. Con đường độc đạo dẫn vào quận, dài hơn 5 cây số. Từ nơi tiến quân, bên trái là sông Vu Gia, bên phải là những triền núi. Chiến xa và pháo binh Việt Cộng bố trí ở bên kia sông, chủ lực quân của chúng tập trung phía sau Thượng Đức, chứng giữ đỉnh 1062, các cao điểm 293, 308 và đóng chốt kéo dài những dãy núi. Mục tiêu của các tiểu đoàn nhảy dù trong trận này là các trung đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt và đội 1062. Đội 1062 là cao điểm chế ngự toàn vùng Thượng Đức, quân tiến vào bằng hai cánh chính, hai tiểu đoàn đánh trực diện, hai tiểu đoàn khác đánh bọc ngang hồng. Điểm hẹn hay là mục tiêu cuối cùng là đội 1062. Những đơn vị đa năng và trinh sát của sư đoàn nhảy dù được thả trên những đỉnh cao và ngay trong phòng tuyến của địch hoạt động trong đêm tối để tìm các vị trí pháo binh, chiến xa, tiếp vận của Việt Cộng để pháo binh và không quân của ta tiêu diệt. Đoạn đường gai góc, hiểm trở, vô cùng gian nan hơn năm cây số này đã là những thách đố đo lường sự can đảm, kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến của từng đơn vị nhảy dù, cấp trung đội, đại đội và tinh thần dũng mãnh phi thường của người lính trước khi họ cùng tham dự một trận đánh để đời, quanh ngọn đội 1062. Cuộc tiến quân thật chậm trong những ngày đầu. Pháo địch nã tới đều đều theo mỗi bước tiến của quân ta những tổ cảm tử quân Việt Cộng đóng chốt trên những đỉnh cao, những hốc đá treo leo, đã làm tốn rất nhiều máu của các đơn vị đi đầu. Không quân yểm trợ rất hữu hiệu. Những phi tuần phản lực A-37 đánh vô cùng chính xác. Bơm thả nhiều khi, cách quân bạn không đầy 100 thước. Các vụ hỏa công ban đêm mang tới một vùng ánh sáng hỏa châu và những tiếp cứu cấp bách làm cho những người lính phía dưới vững tinh thần tuy nhiên có những trường hợp các chiến sĩ mũ đỏ đã phải giải quyết bằng sự can đảm với kỹ thuật tác chiến cá nhân do chính họ phát minh ra và tình nguyện thi hành các tổ cảm tử quân việt cộng thường là một bán tiểu đội hay một tiểu đội chúng được xích chân vào những khẩu đại bác sơn pháo những đại liên súng cối xuống phòng không, đóng chốt, chiến đấu trong hốc đá cho đến chết. Tầm quan sát hoạt động của mỗi tổ này thường chỉ có một hướng nhất định, tùy theo vị thế các hang hốc. Sự co giãn ngắn dài tùy thuộc vào sợi xích khóa trên người, trên chân của chúng. Trong những trận mưa bơm của không quân, nếu những trái bơm lửa Napalm rơi xuống miệng hầm những tổ cảm tử quân Việt Cộng biến thành những xác cháy đen. Các loại bơm đạn khác, nhiều khi bắn phá, đánh trúng chẳng hề hứng gì. Những người lính nhảy dù tìm ra phương cách để diệt chốt địch. Với lối đánh cảm tử và nguy hiểm nhất, họ đánh bằng lựu đạn. Từng tổ ba người bò đến chân núi, nơi Việt Cộng đóng chốt, rồi thay nhau leo lên đây là những giây phút đùa với tử thần mà cái chết đến với họ bất cứ lúc nào nếu một trái lựu đạn của việt cộng thả trúng hay trượt té xuống họ đều chết tan xác trèo lên những vách đá dựng đứng cao hàng mấy chục thước trước khi lên tới miệng hầm dùng lựu đạn tiêu diệt các chốt việt cộng những người quân nhân gan dạ anh hùng này ít nhất phải tránh được 5 đến 10 trái lựu đạn do việc cộng từ trên cao thảy xuống. Muốn sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ, họ phải vừa leo, vừa quan sát, vừa tránh né. Làm sao để những trái lựu đạn của địch đừng nổ trên nón sắt hay lưng chừng núi? Không phải bất cứ ai leo núi đánh chốt bằng lựu đạn cũng trở xuống bình an những trận chiến tàn bạo này không giản dị như vậy. Cái giá mà các tiểu đoàn nhảy dù phải trả khi vượt qua những cây số đường núi chi chích chốt việc Cộng để tiến về Thượng Đức được coi là cái giá đắt nhất của trận chiến từ trước tới nay. Tuần lễ thứ ba của trận chiến, một buổi trưa tiểu đoàn nhảy dù đầu tiên lên được đỉnh 1062. Khi tiêu diệt hết các lực lượng địch tại những vùng đồi 293, 308, nhưng họ mới vui mừng được 15 phút và chưa kịp dựng cờ chiến thắng, đạn đại bác 130 ly của cộng sản Bắc Việt đã bay tới chụp xuống, cày nát mặt đồi Ngọn đội 1062 trong phút chốc biến thành đội máu. Quân ta dẫm lên xét địch trong các giao thông hạo, công sự chiến đấu mà chính Việt Cộng đã đào sâu trong lòng đất để tránh mưa pháo. Trận địa pháo giữa ta và địch sau đó đã diễn ra nhiều giờ liên tiếp. Những phản lực cơ A-37 cũng bay đến oanh tạc tới tấp vị trí chiến xa và pháo binh Cộng sản Bắc Việt hiện rõ ở bên kia sông Vu Gia để không quân và đại bác 175 ly của ta tiêu diệt Nhưng đây cũng là một ngày đau buồn ngoài những chiến sĩ mũ đỏ đã hy sinh khi chinh phục đỉnh 1062 hai phản lực A37 bị phòng không Bắc Việt bắn rớt Cũng ngay đêm đó hai trung đoàn cộng sản Bắc Việt với chiến thuật biển người tràn lên và trong một trận chiến đẫm máu đã đánh bật quân ta ra khỏi ngọn đồi 1062. Địch chiếm lại ngọn đồi máu và bố trí co rút trên những giao thông hào để tránh mưa pháo và bơm đạn của các oanh tạc cơ bay tới trút xuống. Nhưng cứ chập choạng tối khi không còn thấy bóng dáng của những chiếc phản lực A-37. Việt Cộng lại bắt loa nói xuống, thách thức quân ta chiếm lại ngọn đồi. Trong hai tuần lễ, địch và ta đã chiếm đi chiếm lại ngọn đồi 1062, mỗi bên cả thảy ba lần. Lần thứ tư, quân ta chiếm xong và làm chủ thêm hai ngày, thì có lệnh rút khỏi Thượng Đức trận chiến tại thượng đức với một cái nhìn đa diện thật tàn bạo nhưng cũng đầy tình người một lần sau một đêm dài không chiếm được ngọn đồi trời mờ sáng việt cộng chém về nhưng không kịp nữa phản lực cơ xuất hiện rồi pháo binh nã tới quân địch hoảng sợ chạy toán loạn chạy cả về phòng tiến của quân ta ở phía đông quận thượng đức một số trên tay không vũ khí chỉ còn lại một cái quần đùi duy nhất mặt trên người được các chiến sĩ ta tha chết cho chạy ngược trở lại nhưng từ phía xa xa ở lưng chừng một sườn núi các chiến sĩ mũ đỏ nhìn thấy các chiến hữu của mình trong một tiểu đoàn khác đóng tiện đồ chiến đấu đến hết đạn đang dùng bán súng để đánh lại việt cộng cười vang cả núi rực trước khi đưa tay cho kẻ địch trói và để chúng lột bộ đồ rằng ri vứt đi. Việc cộng gom tù binh, hai tay bị trói thúc ké, cởi trần, mặc quần xà lõn, bắt chạy theo chúng. Nhưng rồi, những quả đại bác không biết từ phía nào đã tới. Những xác người tung lên, không biết ai là thù, ai là địch nữa. Người bác sĩ quân y khi té xuống một hố chiến đấu Trên đỉnh 1062 Một vòi máu phọt trúng người ông Sau đó là những tiếng rên la đau đớn Ông biết người thương binh Việt Cộng sắp chết Nhưng vẫn lần bỏ túi đồ nghề Để khâu lại chỗ vòi máu chảy Những nút pháo của địch ngưng trong chốc lát Ông cùng trung đội quân y Kéo những xác người trong giao thông hạp Lớp ta, lớp địch chồng chất lên nhau và ở trên mặt đồi đào những hố lớn rồi chôn tập thể những người lính nhảy dù từ những đỉnh cao những triền núi trong lúc tạm yên tiếng súng thường nhìn về phía sông vu gia với rặng cây rừng rủ xuống những buổi sáng cuối năm sương mù che kín dọc nước buổi chiều thì hoàng hôn xuống nắng quái loang loáng trên mặt sông thật là kỳ ảo cô liêu tĩnh mịch miền trung với những con sông tên thật đẹp sông hương tại huế sông bồ nhìn ra phá tam giang sông thu bồn sông trà khúc sông vu gia tên mỗi con sông đều gắn liền với thời điểm những địa danh vết thích của chiến tranh và của thù hận tết mậu thân dãy phố buồn hiu Đại lộ Kinh Hoàng, Cổ Thành Quảng Trị. Trận chiến tại Thượng Đức cũng đã làm rung chuyển bàn hoàng bọn đầu sỏ chỉ đạo chiến tranh Cộng sản Hà Nội. Một lữ đoàn nhảy dù tăng cường đã chiến đấu ngang ngửa với gần ba sư đoàn quân chính quy Bắc Việt trong nhiều tuần lễ. Những thiệt hại của hai bên thật khủng khiếp. Một người lính Việt Nam Cộng Hòa đổi được chính hoặc 10 lính Cộng sản Bắc Việt. Và số thương vong các đơn vị của ta trong trận này lên đến 50% số quân tham chiến. Khi thấy khúc xương Thượng Đức khó nuốt, Cộng sản Bắc Việt liền mở mặt trận lớn thứ hai ở vùng 3 chiến thuật và chúng đã thành công khi chiếm được tỉnh Phước Long ngày 8 tháng 1 năm 1975. Phước Long mất Mỹ phản bội nuốt lời hứa, không can thiệp vào vấn đề Việt Nam nữa. Đến lượt Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người lãnh đạo và chỉ huy cuộc chiến chống cộng tại miền Nam, bối rối, hoảng sợ. Ông sáng tác và cho thi hành chiến lược đầu bé Đức to, làm tan rã quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mất nước sau đó. Trận chiến tháng 3 năm 1975 Đầu tháng 3 năm 1975, tình hình chính trị, quân sự tại thủ đô Sài Gòn và những vùng phụ cận thật nặng nề. Những tin đồn đảo chánh, hạ bệ tổng thống Thiệu với bất cứ giá nào được lan truyền khắp nơi. Do đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với tư cách là tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng hòa đã ra lệnh cho đại tướng Cao Văn Viên điều động toàn bộ sư đoàn nhảy dù đang tăng phái cho quân đoàn 1 về Sài Gòn để đại đơn vị tổng trừ bị này có thể ứng phó, tiếp cứu và hành động hữu hiệu khi cộng quân tấn công một tỉnh khác gần Sài Gòn hay mở một mặt trận lớn tại vùng 3 chiến thuật. Nhưng cũng có những nguồn tin khác cho rằng Tổng thống Hiệu ra lệnh cho sư đoàn nhảy dù về Sài Gòn để phòng đảo chánh và triệt hạ ông ngày 6 tháng 3 năm 1975, hai sư đoàn 369 và 258 thủy quân lục chiến từ những tuyến đầu sông Thạch Hãn, cổ thành Quảng Trị được lệnh về thay thế cho các lữ đoàn nhảy dù, đang đóng và hành quân bao vùng từ Đại Lộc đến đèo Hải Vân, mặt trận Quảng Đà. Đồng thời, những đơn vị thủy quân lục chiến này còn có nhiệm vụ trấn giữ đèo Phú Gia Bắc Hải Vân và tăng cường cho mặt trận phía nam tỉnh Thừa Thiên. Liên đoàn 14 biệt động quân từ Quảng Ngãi được gửi ra bố trí trên các tuyến phòng thủ cũ của thủy quân lục chiến tại mặt trận Quảng Trị. Những đơn vị thủy quân lục chiến kể từ cuộc hành quân tái chiếm cổ thành Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 cho đến đầu năm 1975 vẫn đóng liên tục ngoài vùng giới tuyến. Các chiến sĩ cọp biển trong đại đơn vị tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã biến thành lính địa phương quân. Gia đình, vợ con, một số từ Thủ Đức, Sài Gòn đã theo ra quản trị sinh sống với họ cả năm trời nay. Do đó, ngay ngày đầu tiên, khi lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, các đơn vị pháo binh tiếp vận và gia đình binh sĩ ào ào rời quản trị đã gây hoang mang, xáo trộn cho mọi giới quân, dân, chính tại địa phương. Đồng bào với những nỗi đau thương kinh hoàng sau cuộc tấn chiếm quản trị năm 1972 của Việt Cộng đã vô cùng lo sợ, nên một số lớn cũng gồng gánh bồng bế nhau theo anh em binh sĩ thủy quân lục chiến lui về phía nam sông Mỹ Chánh. Thời điểm này, cũng là giai đoạn một cuộc tổng tiến công xâm lăng miền Nam của Cộng sản Bắc Việt. Ngày 8 tháng 3 năm 1975, Cộng quân mở đồng loại các mặt trận lớn tại nhiều nơi. Tại chiến trường Chỉ Thiên, hai trung đoàn 1 và 2 của sư đoàn 324 từ mặt trận Thượng Đức, Quảng Nam về. Lúc 0 giờ sáng, ngày 8 tháng 3 năm 1975, đã ồ ạt tấn công các cao điểm vùng núi Bông, núi Nghệ, phòng tuyến phía Tây Nam Huế do các trung đoàn 1 và trung đoàn 54 sư đoàn 1 bộ binh trấn giữ. Địch quân chuẩn bị trận đánh này rất kỹ. Chúng là một con đường từ quốc lộ 14 bọc qua đồng trùi vòng tới cao điểm 634 để kéo pháo lên đỉnh này, lập trận địa pháo. Đặc biệt, chúng kéo lên được cả đại bác 122 ly. Những đợt mưa pháo của Bắc quân vào các cứ điểm phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau đó, với quân số đông hơn nhiều lần, chúng định dùng chiến thuật biển người để tràn ngập các vị trí của quân ta, nhưng đã vấp ngã trước sự chống trả mãnh liệt của các chiến sĩ trung đoàn 1 bộ binh đây là đơn vị đã từng quần thảo nhiều tháng liên tiếp với những trung đoàn 2, sư đoàn 324, 32, 325, Cộng sản Bắc Việt, tại mặt trận Tây Nam Huế. Trung đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh cũng là đơn vị duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vào Chebon, Hà Lào năm 1971 suốt đêm ngày 8 tháng 3 năm 1975, dù mở nhiều đợt xung phong, cộng quân chỉ chiếm được hai tiền đồn nhỏ của ta. Ngược lại, trung đoàn 2 của địch bị thiệt hại rất nặng nề tại các cứ điểm 224 và 303. Sau đó, Việt Cộng đã phải ngừng tấn công hai ngày liền để bổ sung quân số và tổ chức chiến đấu lại Trưa ngày 10 tháng 3 năm 1975, được tăng cường thêm nhiều tiểu đoàn đặc công và chủ lực khu với pháo binh yểm trợ, cộng quân bắt đầu tấn công các vị trí phòng thủ của trung đoàn 1. Trận chiến đã kéo dài cả tuần lễ sau đó, tới ngày 16 tháng 3 năm 1975, có những cứ điểm của quân ta bị địch đánh chiếm được, rồi ta lại tái chiếm nhưng cuối cùng địch quân với lực lượng hơn một sư đoàn vẫn không thể nào vượt qua được phòng tuyến của trung đoàn một bộ binh quân lực việt nam cộng hòa tại phía tây nam huế vị trung đoàn trưởng trung đoàn một bộ binh với những quyết định mau lẹ sử dụng phối hợp hỏa lực pháo binh và không quân ngày cũng như đêm thật chính xác tuyệt vời đã làm tê liệt trận địa pháo và những đợt xung phong biển người của việt cộng pháo binh quân lực Việt Nam Cộng hòa từ những căn cứ phú bài, mũi né, lương đi đã bắn gần 10.000 quả đại bác vào các vị trí và trên các ngã tuyến của quân địch trong 3 ngày từ ngày 10 tháng 3 năm 1975 đến 13 tháng 3 năm 1975 để quân ta phản công lấy lại tất cả những cứ điểm đã bị địch chiếm. Trong trận đánh này, sự yểm trợ của không quân cũng rất hữu hiệu. Có ngày 10 phi tuần phản lực A-37 đã tới vùng trời Tây Nam Huế để trút bơm xuống các vị trí pháo Việt Cộng và trên đầu quân thù. Tại mặt trận vùng Đồng Bằng 2, tỉnh Quảng Trị Thừa Thiên, ba trung đoàn địa phương và khoảng 10 tiểu đoàn đặc công bộ binh của địch cũng đồng loạt tấn công nhiều nơi trận đánh lớn nhất xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 3 năm 1975. Trung đoàn 4, địa phương Việt Cộng tấn công căn cứ phổ lại Tây Bắc An Lỗ, do một tiểu đoàn địa phương quân của ta trấn đóng. Cộng quân bắn đại pháo như mưa vào các cao điểm, những vị trí quan trọng của lực lượng địa phương quân. Sau đó, ồ ạt à, xung phong. Trận đánh kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, và trong đêm việt cộng đã tràn ngập được một khu vực của căn cứ phổ lại đơn vị trú phòng đã cố gắng cầm cự với sự yểm trợ của pháo binh chờ các tiểu đoàn thủy quân lục chiến và biệt động quân tới giải cứu sáng hôm sau nhưng hai tiểu đoàn việt cộng đã phục kích trận viện trên những ngã tiến vào căn cứ địa phương quân từ mờ sáng một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đã tới sát trận địa nhưng với sự kháng cự dữ dội của địch đơn vị này đã không thể nào bắt tay được với những lực lượng bên trong do đó phải chờ lực lượng tăng viện gồm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến khác một tiểu đoàn biệt động quân các chi đội chiến xa cùng tiến vào giải vây với sự yểm trợ của không quân và pháo binh sau nhiều đợt tấn công lực lượng tiếp viện đã chiếm lại được căn cứ phổ lại vào chiều ngày 10 tháng 3 năm 1975. Trung đoàn 4 Việt Cộng bị thiệt hại rất nặng trong trận này với hơn 200 sát giặc để lại trên chiến trường. Một trận chiến ác liệt khác cũng xảy ra ngay ngày hôm sau, ngày 11 tháng 3 năm 1975, tại khu vực phòng thủ phía núi của hai tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến với pháo binh, chiến xa, yểm trợ đã quần thảo với hai tiểu đoàn Việt Cộng nhiều giờ liền. Trung quanh đội 53, gần 100 Việt Cộng bị hạ trong trận này. Trên đà thắng lợi của các tiểu đoàn bạn, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến trấn đóng mạng đồng bằng sát quốc lộ 1 trên tuyến sông Bồ An Lỗ lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 1975, đã bất thận tung quân diệt những chốt Việt Cộng quanh vùng. Trong khoảng thời gian 9 tiếng đồng hồ, đến 1 giờ trưa ngày 12 tháng 3 năm 1975, các chiến sĩ cập biển tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến đã thanh toán xong tất cả mục tiêu. Nhưng cũng ngay chiều ngày 12 tháng 3 năm 1975, Việt Cộng mưa pháo vào những vị trí của đơn vị này làm bị thương 55 người. Trong đó có đại đội trưởng đại đội 2 thủy quân lục chiến. Phía Nam tỉnh Thừa Thiên, Việt Cộng huy động các đơn vị chủ lực tỉnh tấn công vào một số quận lỵ và chiếm nhiều xã, ấp trong vùng. Nhưng ngay sau đó, tiểu khu Thừa Thiên đã tổ chức một cuộc hành quân phối hợp ba ngày liền với sự tham dự của các đơn vị thủy quân lục chiến, biệt động quân và sư đoàn 1 bộ binh đã đánh bật quân địch ra khỏi những vùng chúng đã chiếm đóng. Trên tỉnh lộ 12, đường nói liền với thung lũng A sau đến Huế, hai trung đoàn 271 và 6 chủ lực khu của Việt Cộng trong hai ngày 12 tháng 3 và 13 tháng 3 năm 1975 đã tấn công vào nhiều vị trí của Trung đoàn 3 bộ binh và các đơn vị địa phương quân trên trục lộ này. Nhiều trận giao tranh ác liệt xảy ra liên tục ngày đêm. Một số tiền đồn của Trung đoàn 3 bị Việt Cộng bức, nhưng Cộng quân vẫn không thể nào qua được phòng tuyến chính của Trung đoàn 3 tại Sơn Na trên tỉnh lộ này. Trong đợt tấn công đầu của Việt Cộng, từ ngày 8 tháng 3 năm 1975, đến ngày 16 tháng 3 năm 1975, địch quân đã thiệt hại khoảng 2.000 tên và đó cũng là những trận đánh sau cùng của các đơn vị thủy quân lục chiến trên chiến trường Trị Thiên.